anh em đang đào nạp cốt. Nhưng mà ngày mai là bảo tự là cho phá đầu cọc chưa? Chiều mai à? Phá rồi chứ. Thế thì định đổ ấy thì mai hiệp báo luôn là sẵn anh em cấp đá với xi về đi. Khi nào cần đấy, nhưng mà phải báo trước để xem. Mình ở đây là dùng mai, là cái xi này thì chắc là mai mua tạm bao để xây cái gạch xây cái này trước. Thì cứ bảo nó chở vào thôi. Chở tức là mình cần bao nhiêu thì chở. Đấy, mai tôi hỏi thằng đó về mà lấy vật liệu thứ tự á. Nói nhầm tí. Đó, nhà ông tới không tôi. Nhà 41 chỗ này.